Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục của Mèo Pèo. Mình đọc được rất là nhiều bình luận, các bạn bảo là anh Mèo Pèo phát cốt đi. Mấy ngày gần đây là thấy bảo là có cái mấy cái cốt gì mà phiên bản mới các thứ đó, hay là anh Mèo Pèo thử đi tìm cốt xong rồi phát cho anh em đi. Mà cơ bản là mình không có cốt để phát cho các bạn á. Nhưng mà hôm nay thì mình có đọc được một cái thông tin. Đây, mình sẽ cho bạn xem cái này. Đó, một cái cốt mà tất cả mọi người đều có thể nhập được các bạn ạ. Đây, mình đọc qua cái thông tin nhá. Thông báo về bản cập nhật mới. Ok, do sau khi được người chơi test thử bản cập nhật mới thì game nhận được rất nhiều phản hồi cần cải thiện hơn. Ok, do đó đội ngũ phát triển game đã quyết định sẽ rời ngày phát hành bản cập nhật mới lại để sửa đổi và hoàn thiện bản cập nhật này hơn. Ok, đấy, ngày hôm qua do có rất là nhiều bạn hỏi chị cũng như đội ngũ quản trị viên là sao game vẫn chưa cập nhật, thì chị biết được là các em rất mong chờ bản cập nhật này ABCXYZ. Tóm lại là bản cập nhật mới sẽ được rời qua ngày khác, và bên Midua cũng có cho chúng ta một cái cốt cộng đồng đấy. Thì ok, mình sẽ nhập thử cái cốt này và mình sẽ lên sẻ liên thông, mình đi phát cốt cho những bạn nào mà chưa nhập nhá. Ok, bạn nào đã nhập cốt này rồi thì hãy để lại bên phía một, còn bạn nào chưa nhập thì còn chân chờ gì nữa, nhập luôn đi. Đây, cốt đây đấy, ở trên màn hình đây, cốt này ai cũng thể nhập được và chỉ nhận được một lần thôi bạn nhá. Và tôi mình sẽ test thử cái cốt này và mình sẽ lên sẻ liên thông, mình trà trộn, mình phát cốt bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè, và đừng quên nhớ đăng ký chuyên ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Đây, dành cho ông nào mà vẫn chưa biết cách nhập cốt thì vào đây này đấy, chọn phần có phần nào mèo cốt nhiều quá được không, đây phần hoạt động đấy, chọn cốt quà tặng, copy và đây. Ok nhá, xe bờ kích hoạt uống bất là xịt bùa. Ok, cái gift code này đã dùng. Wow, cái code này tôi đã dùng đâu. Ok kìa, code này chỉ đổi được 5.000 bạn thôi nha, đến mai chị lại update một lần nữa nhé. Ui rồi ơi, code này tức là chỉ dùng được có 5.000 người thôi các bạn ạ. Ôi rồi ôi, anh em ơi, anh em thấy không, buồn quá. 2000 years later. Ok các bạn ơi, rồi thì sau khi hôm qua chúng ta không nhập được cốt thì hôm nay Mèo Pèo đã quay trở lại các bạn ạ. Đây, chị Ariel có nói là như đã hứa, chị quay trở lại với chiếc cốt bù hôm qua đây. À, hiện tại thì vẫn chưa có thông tin chính thức về bản cập nhật mới cho thị trường Việt Nam. Ui buồn vậy, hôm qua chị thấy có rất nhiều bạn share thông tin về việc đổi ngôn ngữ sang tiếng Indo để chơi bản cập nhật mới. Ui, tuy nhiên thì hiện tại bản cập nhật đó cũng vẫn là bản beta, chỉ để test thôi. Ui, tức là anh em có thể đổi ngôn ngữ sang Indo để chơi thử. Wow, anh em nào mà đính chính được cái này thì có thể đổi thử nhá. Hey, mình Indo đây, thôi chắc là cái này mình cứ để từ đã, mình đợi bản Việt Nam mình chơi các bạn ạ. Ok, vì vậy dẫu biết các em rất muốn chơi thử bản cập nhật mới nhưng mà chúng mình cùng chờ cho tới khi bản cập nhật thông. Nói chung là chị giống quan điểm mình là mình cứ phải đợi bản Việt Nam chính thức mới chơi. Các bạn cứ bảo là anh Mèo Pèo sao không qua bên sinh tồn Trung Quốc, tại sao không làm về sinh tồn mới tiếp đi, thì mình làm đúng một tập thì mình nhận ra một điều là bây giờ mình làm tiếp thì lúc Việt Nam về chơi rất là chán thực sự luôn, chả có gì trải nghiệm mới cả. Như kiểu mình biết trước các thứ rồi, mình chơi nó nhạt lắm, nó không vui. Cho nên mình muốn là khi nào Việt Nam cập nhật mình chơi thì nó mới cảm xúc nhất, nó mới hay nhất các bạn ạ. Còn anh em nào muốn kiểu trải nghiệm trước cái thứ thì có thể tự tải về chơi cũng được. Đó, mình thì mình muốn khi nào bản Việt Nam mình mới chơi cơ các bạn ạ. Đó thì ok, ngoài ra cốt thì ngoài cốt ra chị còn 10 con thú bông khủng long. Ui xịn được, wow. Các em chỉ cần like, share, post ở chế độ công khai comment số may mắn từ 1 đến 500 rồi tag tên 3 người bạn của mình và post. Ui, xong rồi quay số chủ nhật đấy. Ui, ui anh em ơi, like, share cái thứ đi, bổ quả sẻ nào, chia sẻ đi, bổ quả sẻ đi các bạn ơi. Đó. Xong rồi tag 3 bạn rồi, nhìn chung mà mình chỉ có tầm cốt đấy là mình sẽ nhập thử cốt em nào. Mình sẽ lên sảnh lên thao, mình phát cốt các bạn nha. Ai già được của nó phết các bạn ơi. Rồi, đi nhập thử đã bạn ạ. À, ở phần quà tạm bớ, ở đâu, phần hoạt động chứ. Đây, nhập một cái cốt này. Ui, Lucas 7 ngày, mình chưa có skin này, được. Quà sao 3 cái, đậu 50, ok, được. Dành cho anh em nào không có skin thì có thể nhập thử cái này vào chơi nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lên chơi sải, mình đi tìm cái phòng làm đông vui, nhộn nhịp ấy nhỉ. Mình coi xem phòng là đông vui không ta. Để bây giờ vào thử map tìm người yêu đi. Em có map nào đông vui không? Hello. Ok, đấy. Hello, đâu rồi. Chủ map rồi, hello, hi. Bạn lấy cốt không? Đấy, đấy. Cốt xịn nè.
Bùm, ok, thiệt đó, nhập đi, nhập nhanh kiểu hết. Cái cốt này hình như chỉ có 5.000 người đầu tiên nhập được bạn ạ, cho nên là như như hôm qua mình có làm thử ấy, nhưng mà mình không nhập được ấy. Bây giờ thì chị Ariabini có chia sẻ lại cốt rồi ấy, mong rằng anh ấy nhập kịp. Nhập nhanh, không là hết hạn đó. Nhập đi. Rồi, để coi xem bạn này nhập được cái skin Lucas bạn ạ. Đấy, anh em nào mà đang coi video này mà không nhập được thì đừng buồn nhá, thì cố gắng là đợi, có khi chị Ariel cứ cố gắng là lên theo dõi ở trên nhóm cộng đồng Minu ấy, thỉnh thoảng sẽ có sự kiện phát code thử đấy các bạn ạ. Anh em cố gắng theo dõi nhá. Đó, hàng fake là hàng như nào? Hàng real của ta ở đây là fake real nha. Đó, fake đâm mà fake, trời ơi, fake kia mà fake. Rồi, đi qua phòng khác đông vui hơn tí bạn ạ. Rồi, tôi đi mới chia sẻ code này cho mọi người, để mọi người có cơ hội làm code các bạn ơi. Để có phòng nào nó đông vui, nó to to thì không ta. Để coi nào. Hay là mình tự tạo cái phòng nữa nhỉ anh em nhỉ? Mình tự tạo một cái phòng cũng được không ta? Đây, mình thử tải máy về xong mình tự mở phòng xem nào. Đấy, xem có khi là hay hơn bạn ạ. Mình mở phòng PC, mở được nhiều người hơn. Ok. Ủa sao bị lag rồi này, không tải được map này. Hello. What the hell. Trời ơi, mong rằng bản cập nhật mới sẽ sửa được bớt nhiều lỗi bạn ạ. Có map nào không ta? Quán trà sữa này. Đây. Ôi, map này 58 vạn người tải cơ, ghê vậy. 58 vạn tức là 580.000 người bạn ạ. Ghê vậy. Mở phòng 20 người bạn ơi. Dô. Rồi, anh em nào mà coi video này mà cốt vẫn nhập được thì nhớ là chia sẻ cho bạn bè nhá. Đó, để chia sẻ cho nhiều người cùng nhau bạn ạ. Đây, mong rằng là có đông người vào phòng mình bạn ạ. Đâu rồi, đây rồi, đấy gọi là sushi đáng yêu này đấy. Mình sẽ mời mọi người vào đây. Vào đây anh em ơi, Black Wolf về sói đen này. Đó, vào đây anh em ơi, vào đây chuẩn bị phát cốt này. Huy hén gì này ấy giờ. Đây rồi, tất cả tập trung nào. Ôi, skin cá nhỏ cute nhỉ. Bật tiếng Việt là từ để xí gì mình mở cái tiếng Việt lên đã bạn ạ. Alo, anh ai lấy code không? Có code cộng đồng xịn đây, ai cũng nhập được. Alo, có tao Huy đi vào đây bây giờ. Vào bên gì? Đâu rồi, anh lấy code không? Code đây, nhập đi. Nhập nhanh. Trời ơi, nhanh nào, code này. Code cộng đồng đó. Nhập đi. Chủ quán đâu anh về? Chủ quán đang phát code nè. Trời ơi, chủ quán đang phát code đây nè. Mấy ông nhập đi, nhanh kiểu hết nào. Trời ơi, chơi parkour cái gì? Parkour cái gì? Nhập code đi, nhanh kiểu hết. Trời ơi, bị bắt cua thì chơi lúc nào chẳng được. Cốt đến này mà gọi là quan trọng vậy. Cốt nóng hổi, nhập nhanh kiểu hết. Ơi, mẹ béo phát cốt đây, mẹ béo phát cốt đây. Cốt đây. Bữa cốt đây, nhập nhanh kiểu hết. Ôi dồi, từ tắt tắt cái này bớt, cái này quay. Trong hết cả mặt. Ơi dồi, ok. Quay với chả biết, ôi bế. Hết hồn à, mình đang để tầm nhìn rất xa bảo sao nhìn xuyên tường. Nhập đẹp, nhập nhanh kiểu hết. Ai nhập xong rồi thì mặc skin Lucas vào xem nào. Đó, ông nào nhập rồi lập mặc một skin vào đây. Ai nhập rồi thì mặc skin vào cái xem nào. Alo. Ai nhập rồi thì mặc skin Lucas vào. Bye anh em đi nhập code, trời ơi. Nhập code trong phòng cũng được mà. Ủa, nhập code trong phòng cũng được mà. Ô kìa, mấy ông này là không biết cách nhập code trong phòng rồi các bạn ạ. Đây này, ở phần 3 chấm nhá, bấm vào chọn phần quà tặng. Đói, hoạt động là xong. Trời ơi, mấy ông này tối cổ quá, chắc là không biết cách nhập code trong phòng bạn ạ. Buồn quá bạn ơi, còn phải thoát phóng nữa chứ. Ôi dồi ôi, chơi bao lâu rồi mà không biết cách nhập code trong phòng mà. Cái này là buồn quá các bạn ạ. Ôi giời ơi, ai kể dưa hấu ơi, dưa hấu hiếu hiếu biết gì này. Ai lấy cốt nữa không?
Cốt đây. Cô nhập đi, nhập đi. Ai nhập rồi thì mặc skin Lucas vào. Để điểm danh nào. Đó. Ông làm cái 1000 đậu đâu ra? Xạo à, có 50 đậu rồi, vơ vẩn. 1k đậu đâu ra? Có 50 đậu. Thích. Xạo không? Không biết tiểu lên mới kiếm này, ok. Mà biết sao có chuẩn bước đây nè. Đóng cửa đã. Điểm, họ đi làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Làm sao? Ôi sao trông phải đeo bắn đeo không chết à? Làm sao? Cốt đây. Làm gì vậy? Đóng cửa. Đúng rồi, đây đó. Bạn này nhập code này đấy, Đói. Anh em nhập code rồi thì mặc skin Lucas vào. Mặc đi. Tiền là cái bộ. Bác này không cho tiền là cây ạ. À, từ đây. Đây, bật lại này. Đấy, đạn xoay. Đó. Dành cho bạn nào không biết thì đạn bắn vào sẽ xoay. Xoay đều. Ui. Hình như đoạn nó xoay vô cực các bạn ạ. Wow. Cái đoạn nó xoay không bao giờ biết là sao các bạn. Ui, nhìn kiểu. Ui. Anh em nhìn lên máy xoay nè. Wow, đoạn xoay nó vô cực các bạn ơi. Wow. Ghê. Mới xin. Trông như kiểu ong nhỉ. Giống như kiểu đàn ong đang bu vào cái này bạn ạ. Ảo thật đấy. Ok. Rồi, nhìn chủ lag quá. Ok bạn ơi, nói chung là cái code này anh em nào chưa nhập thì nhập thử nhá. Bạn nào nhập được code này thì hãy để lại bên phía 1, còn nào không nhập được thì hãy để lại bên phía 2 bạn nhá. Đây code này đó. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có cái đóng góp gì muốn mèo béo làm dùng nữa thì hãy để lại bên phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.